Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Triệu có về cũng là đồ đồng nha, với đồ gỗ, đồ bộ bàn chống chắc để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, đặc biệt giao ưu đãi ngày hôm nay luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây mã số 1D đầu tiên, đó chính là một cái bằng ủi con gà. Đó, trọng lượng nặng là 7kg, chất liệu là bằng đồng nguyên con. Đó, em bao là 7kg nha, tại này nó hơi gích là do thời gian lâu quá rồi không có bật lên bật xuống á. Đó, chút xíu nữa cho em sẽ xịt một miếng dầu vô là nó mình dỡ lên dỡ xuống là bình thường. Trọng lượng nặng thì em bao là 7kg, chất liệu thì em bao là bằng đồng cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, cái này em giao lưu đặc biệt ngày hôm nay có giá là 3.900.000, 3.900.000 bao ship toàn quốc nha. Đây, tới mã số 2D, cũng là một cái bằng ủi con gà luôn, con gà đồng cán nhôm. Đó, cũng còn cái đế dưới luôn nha. Đó, con chú chị mình xem giùm em một vòng. Đây, để em cân nó thử coi nha, nguyên một cái bằng ủi này luôn. Đó, trọng lượng nặng là 2.6kg, em tính 2.5kg thôi. Cái này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 1.300.000, bao ship toàn quốc mã số 2D, bao hàng Việt Nam xưa. Đây, tới bằng ủi Pháp nha, mã số 3D. Đó, trọng lượng nặng 600g. Đó, bao tuổi đời già cho quý của chú chị mình luôn nha. Đây, nó có một cái phá trên này, mình kéo qua đây. Đó, nó cũng lâu ngày, nó không kéo thì nó hơi gích nha. Mình kéo qua, đá cái phá qua, cái mình mở nắp lên, bỏ than vô. Đây, cái này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.000.000, bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình ha. Mã số 4D, một chục cái dĩa con rồng Sông Long Chanh Châu nha cô chú anh chị mình ha. Đường kính dĩa là 2 tấc. Đường kính dĩa là 2 tấc nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp, hàng liền lạc lành lặn luôn. Mã số 4D có giá là 550.000, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Hàng lành tích cũng khá là cao. Mã số 5D, một chục cái dĩa Trúc Lâm Thất Hiền. Đó, đường kính cũng là 2 tấc luôn. Đó, hàng lành tích cũng khá là cao. 600.000 một chục cái, bao ship toàn quốc cho quý chú chị mình luôn nha. Đó, đây tới mã số 6D, một chục cái dĩa con gà. Đó, hàng này cũng còn liền lạc lành lặn khá là cao. Đó, quý chú chị mình xem cho em một vòng nha. Đây, đó, một chục cái này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 500.000, bao ship toàn quốc nha. Đây, tới cặp tôm. Đó, tôm này là Nam Bộ xưa nha, hàng Biên Hòa, chiều dài 30, bề ngang con tôm là 1 tấc 8, mã số là 7D, hàng liền lạc là lặn luôn nha cô chú anh chị mình ha. 500.000 một cặp, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Đó, 500.000 một cặp, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, còn một cặp ché cuối cùng. Đó, cặp ché đỏ nha, mã số 8D. Đó, chiều cao là 60, đường kính miệng 2 tấc, hoành bụng ché của nó luôn á là 104. Đây, cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn có giá là 4.000.000. Cặp này 4.000.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Đó, 4.000.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, bao đồ nguyên si lành tích nha. Để lên trên luôn. Đó, đây em còn được 2 cặp bình. Đó, hàng tàu xưa thập niên 70. Đó, chiều cao cái này là 40, đường kính miệng là 1 tấc 3, hoành bụng của nó luôn là 76. Đó, hàng này thập niên 70 cho cô chú chị mình ha. Đó, men gạn rất là đẹp luôn nha, gạn men lên da quy rất là đẹp, hoa văn vẽ tay. Cặp này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 3.900.000 một cặp, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình ha. Đó, đây, tới mã số 10D. Đó, tới cặp này nha, cũng là hàng liền lạc lành lặn luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, chiều cao là 45, đường kính miệng là 1 tấc 3, hoành bụng của nó luôn là 56. Hàng cũng còn liền lạc lành lặn luôn nha, cũng là thập niên 70, mã số 10. Đó, bao đồ nguyên si cho cô chú chị mình luôn, rất là đẹp. Cặp này cũng giá là 3.900.000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, và bao đồ nguyên.
Đó, cô chú anh chị mình cứ an tâm. Đây, tới mã số 11C D 11D, trọng lượng nặng là 1kg, song chầm mắt che, rất là đẹp. Hàng liền lạc là lặn luôn nha, trọng lượng nặng của nó luôn là 1kg, chiều cao 1,5 tấc. Về mình bỏ cục chầm vô mình xong. Đó, mình để chỗ nào cũng vẫn được, để phòng khách hoặc là để trang thờ mình cũng vẫn được luôn nha. Đây, cái này em cũng giao lưu là 1 triệu bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Đó. Đây, tới mã số 12D, cái song chầm tứ tượng. Đó, rất là đẹp luôn. Chiều cao là 2,6 tấc, đường kính miệng của nó luôn là 1,2 tấc. Trọng lượng nặng là 1,6 kg nha. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em. Hàng này liên lạc là lặn luôn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em đế dưới luôn, rất là đẹp. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 1.700.000 bao ship và bao đánh bóng cho quý cô chú anh chị mình ha. Đó, tới sông Trầm Thiên Nga. Đó, cô chú chị mình xem giùm em mã số 13D. Trọng lượng nặng là 1,1 kg. Đó, tính từ đầu con Thiên Nga trở xuống luôn là 2,8 tấc. Đó, chiều dài từ đầu tới đuôi luôn là 3,3 tấc. Bề ngang là 1 tấc nha cô chú anh chị mình ha. Mã số 13D, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 14D, đó chính là một cái nồi đồng, chất liệu là bằng đồng. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em 700 gram. Đó, cái này thì không có chê được chỗ nào nha, hàng cũng còn khá là đẹp luôn. Đó, đây, trọng lượng nặng là 700 gram, chiều cao là 1,6 tấc, đường kính miệng là 1,3 tấc. Mã số 14D, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 1.200.000, 1.200.000 bao ship toàn quốc nha. Đây, tới em còn những cái đèn Việt Nam xưa. Đó, cây này thì mã số 15D, thanh long. Đó, thanh long nha cô chú anh chị mình ha. Đó, hải kim tiền thăng long. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó, đèn này là đèn này Việt Nam xưa của mình nha. Vẫn xài được. Đó, cây này có giá là 500.000 bao ship toàn quốc, nội cái ống khói nó không cũng là 100 mấy chục ngàn rồi nha cô chú chị mình ha. Đó, tới mã số 16D. Đó, trọng lượng nặng cũng là bầu này cũng là 1 lít dầu luôn nha. Chiều cao là 4,7 tấc. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây, hoành này là 2,9 tấc nha. Đó, mã số là 16D. Cũng có giá là 1.200.000 bao ship toàn quốc nha. Đây, tới đèn nhôm. Đó, tới đèn nhôm luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, hàng cũng liền lạc là lặn luôn. Đó, mã số 17D. Cũng là 600.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó, những cây này là cây nào cũng xài được hết trơn nha. Đèn Honda thì của chú chị mình đã biết rồi nha, hàng liền lạc là lặn luôn. Mã số 18D. Đó, có giá là 1 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho quý của chú chị mình ha. Đó, bao đẹp và bao ship cho chú chị mình luôn. Mã số 19D. Đó chính là một cây đèn mang sông nha, 500cb, nửa lít dầu, 500cb nha. Đó, hiệu ách cơ, rất là đẹp, hàng liền lạc là lặn. Đó, cái này thì về của chú chị mình có thể vệ sinh là mình xài nha. Đó, thoải mái vô tư, hiệu ách cơ. Cây này thì em giao lưu là 1.300.000 bao ship toàn quốc nha. 1.300.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, cũng là một cây ách cơ luôn nha của chú chị mình ha. Bầu là bầu thao hết, cây nào cũng bầu thao em bao nha. Đó, đây, cây này cũng còn khá là đẹp luôn nha của chú chị mình ha. Mã số 20D. Cũng là 1.300.000 luôn, bao ship toàn quốc nha. Cái này thiếu một cái bình dầu chút xíu nữa em gắn vô cho chú chị mình luôn, cái da bơm. Đây, tới có 2 cây đôn. Đó, chất liệu cây á, là bằng gõ nha cô chú chị mình ha, gõ đỏ. Đôn này chiều cao của nó luôn á là 3,6 tấc. Mặt đôn dung dứt á là 3,5 tấc nha, là dung dứt. Đó, hàng liền lạc là lặn luôn. Đó, chạm tay nha. Đố này dày khoảng cỡ 3 phân nha cô chú chị mình, 2-3 phân. Cây này rất là chắc chắn. Đó, đôn này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn cũng có giá là 1.900.000 bao ship toàn quốc nha.
1.900.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đây, tới mã số để em đo luôn nha, cũng là gõ luôn. Chiều cao là 49, 50, chiều cao là 50 nha. Bề ngang mặt rôn của nó luôn là 3.8, vuông dứt 3.8 nha, mặt đá nha của chúng chị mình ha. Đôn này em bao tuổi đời khoảng có 30 năm. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đây, cây này là không có chơi được chỗ nào nha của chúng chị mình ha. 2.500.000. Đó, 2.500.000 cho em sẽ làm những cái này lại cho của chúng chị mình ha. Đó, bao ship toàn quốc nha. 2.500.000 bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn. Mã số 23D. Đó, mã số 23D. Đó, chính là một bộ bàn chống chắc nha. Đó, mặt này là mặt chống. Rất là đẹp, chống chúc. Đó, đường kính là 95, mặt bàn là 95 nha. Đó, chiều cao là 70. Đó, nó gồm có là 6 cái đôn và 1 cái bàn. Chất liệu cây là bằng chắc nha của chú chị mình ha. Mặt đá là còn nguyên si lành lặn, rất là đẹp. Đó, hàng thì bao đẹp, mặt đá nguyên si lành lặn. Đó, chống này em giao lưu với bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, có giá là 42 triệu. 42 triệu em bao phí ship 1.000 cây số nha. Đó, nhưng mà em bao gỗ là bằng chắc nha, không có gác nha. Tuổi đời thì em bao 20 năm trở lên. Đó, cô chú chị mình lưu ý và xem giùm em kỹ nha, rất là đẹp. Đây, mặt chống của nó luôn, mặt đôn là 3.1 nha. Đó, rất là đẹp. Hàng liên lạc lành lặn luôn. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có một bộ bàn vuông và 4 cái ghế. Bàn này thì có miếng kiến của nó còn nguyên để trên này luôn. Đây, để em đo thử coi nha. Vuông dứt là 80. Đó, chiều cao là 78. Đó, bộ này thì bàn này thì em bao là bằng gõ đen nha. Đó, gõ này là gõ đen, em bao cho quý của chúng chị mình là gõ đen. Đó, đồ này thì em bao là khoảng cỡ 30-40 năm trở lên. Mặt bàn là dày 3 phân. Đó, là không tính tấm kiến nha. Tính luôn cái đường dìm dưới này luôn á là 12 phân. Đó, còn ghế này thì hổng gầy của chú chị mình đã biết rồi. Nè, em cũng còn mấy cái. Đó, đường kính 52, lọt lòng 45. Đó, chiều cao vách ghế này là ghế Tây nha. Ghế này là ghế Pháp nha. Đó, ghế này ghế Tây. Chiều cao của nó ghế này là 1m09 nha. Bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 4 cái ghế và 1 cái bàn này. Đó, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 17 triệu. 17 triệu em bao phí ship là 1.000 cây số cho cô chú anh chị mình ha. Đó, 17 triệu bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, 4 cái ghế và 1 cái bàn. Đây, tới cặp liễn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, liễn này ốc nó rất là nhu mì nha, chúng em chưa làm lại gì ốc gì hết trơn luôn nha. Những câu liễn trên đây thì chúng em sẽ dịch ra cho cô chú chị mình có thể là được nha. Đó, chiều dài cặp liễn là 3m. Đó, bề ngang là 3 tấc nha. Đây, dáng dày là 3 phân. Bao đồ xưa cho cô chú chị mình luôn. Bao đồ này là khoảng tầm từ giá là 30-40 năm cho lên. Dưới 30-40 năm tặng cho cô chú chị mình làm kỷ niệm với em luôn nha. Đó, ốc này thì em bao xưa. Đó, còn liên lạc là lặn, không mất con ốc nào hết. Mã số 25D. Em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 25 triệu. 25 triệu em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Đó, một tấm là ginh không nổi nha. Đó, tới mã số là 26D. Một cái tủ bằng cẩm lai. Đó, tủ này là nguyên con là cẩm lai luôn nha cô chú chị mình ha, nhưng mà nó chạm thôi. Đó, chiều cao. Để em đo chiều cao cho quý cô chú anh chị mình ha. Đây. Chiều cao của nó luôn là 2m6, em đo chính xác. Chiều cao là 2m6. Bề ngang lớn nhất của nó luôn là 1m2. Đó. Nhỏ nhất là 1m15 nha. Lớn nhất 1m2, nhỏ nhất 1m15. Tủ này thì em bao tuổi đời trên 30 năm. Đó, thứ nhất, thứ hai cái nữa là em bao đồ còn nguyên si là lặn nha. Đồ cẩm lai nha cô chú chị mình ha.
Đó, đồ này đồ bằng cẩm lai nha của chúng chị mình nha. Đó, này chưa mở tủ ra. Đó, còn chúng chị mình xem giùm em. Đó, tủ cẩm lai nguyên con. Bao đẹp cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó. Đây còn một cái duy nhất em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 52 triệu. 52 triệu em bao phí ship 1000 cây số cho quý cô chú anh chị mình ha. Đó, chiều sâu vô của nó luôn á là 4 tấc 2 nha. Đó, tủ áo ngày xưa bây giờ ta lại làm tủ trưng bày đồ kiến đồ nha. Đó, rất là đẹp. Đó, đây 52 triệu bao phí ship 1000 cây số cho quý cô chú anh chị mình luôn. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.